Rồi, bây giờ khi mình chạy Google AdWords, mình sẽ có một cái mã remarketing là quảng cáo bấm đuổi. Nghĩa là người đó đã từng search trên, từng đi cầu website mình. Thì những cái mình, nếu mình có quảng cáo về mạng hiển thị và những cái đối tác của Google, thì tự động cái quảng cáo của mình sẽ hiển thị lên những cái banner quảng cáo mà người đó đang đọc báo ở những trang báo mà đối tác ở Google. Thì để mà Google nó biết được cái chuyện đó thì mình phải có một mã code dán vô website mình, thì Google nó biết được, nó phân tích được cái dữ liệu người đó đã từng đi cập website mình, nghĩa là đã từng xem sản phẩm của website mình rồi. Thì anh này đang có nhu cầu mua nè, thì những cái quảng cáo bên cái đối tác của Google, banner á, cái trang web khác của đối tác Google sẽ hiển thị những cái quảng cáo đó lên cho họ để họ để kêu gọi họ mua. Nó như vậy. Thì để làm được việc đó thì mình phải đăng nhập được cái trang, một cái tài khoản Google Ads này, và vô cái công cụ cài đặt đây, và mình vô cái trình quản lý đối tượng đây, mình vô cái nguồn đối tượng đó. Rồi sau đó mình sẽ vô tới cái chỗ gọi là thẻ Google Ads chi tiết, và mình thiết lập thẻ, và mình tự cài đặt thẻ, và mình lấy cái mã này đó. Cái này mình đem bỏ vô website mình. Thì bỏ website bỏ ở chỗ nào thì mình sẽ vô vào website của mình, và mình vô cái chỗ Lastserm Advent, và mình bỏ vô cái chỗ là header zip này. Vô đây xem. Đây đó. Đó là cách mình bỏ cái mã vô đây ha. Đây nó sẽ đây, chép vô đâu nè, mình nói là chép vô trong thẻ header rồi mình chép vô đó. Đó là cách mình bỏ cái thẻ mà Google hay. Tiếp theo mình muốn bỏ tiếp cái thẻ mà về thẻ Google Analytics. Thẻ Google Analytics là đây, chi tiết. Chi tiết này là nó, thẻ này thì nó không có cần gắn thẻ Google Analytics, thì nó không cần cái này. Google Analytics thì phải đăng ký một cái Google Analytics ha. Đăng ký một cái Google Analytics. Đây Google Analytics. Đó, mình vô Google Analytics. Rồi sau đó bấm vô cái chỗ đây, nếu mình chưa đăng ký thì đăng ký ấy. Tôi tài khoản tôi đăng ký rồi cho nên nó vô luôn rồi đó. Rồi đây thì mình sẽ rồi nha, mình sẽ vô Google Analytics, rồi sau đó dưới đây có nút cài đặt nè, nó bấm vô đây, rồi sẽ tạo tài khoản nè. Tạo tài khoản là nhập tên tài khoản, nhập tên giống như trong web cho dễ biết ấy. Rồi tiếp theo, rồi tiếp luôn, trang web mới của mình là trang web này, trang web mới mình là web này, bỏ cái này HTTP này, mình lấy HTTPS nè, đó, bỏ này đi, đó, rồi, có một ngành, ngành này mình là ngành thời trang, gì mình chọn ha. Tôi sắc đẹp thể dục của Mỹ thì tôi chọn đại ha. Múi giờ báo cáo là Việt Nam nè. Em ha. Rồi tạo. Sau khi tạo là đồng ý ha, kêu mình đồng ý mấy cái điều khoản, đồng ý nè. Tôi chấp nhận nè. Đó, tạo thành công. Mã theo dõi nè, đây nó có mã theo dõi nè ha. Mã theo dõi nè. Đó, mình lấy cái mã theo dõi này nè. Google Analytics nè. Đó, mình đem mã theo dõi mình bỏ vô đây. Vô trong cái trang quản trị website của mình, vô Lastserm, vô Advent nè. Đó này, bỏ vô đây. Enter xuống, tìm mã theo dõi đây. Đó. Hai mã theo dõi này khác nhau, một cái là của Google AdWords và một cái của Google Analytics, để rõ ràng hay Google Ads hay của Google Ads, Google Analytics, Google Analytics. Đó, sale. Thì bữa sau mình vô đây mình sẽ thấy Google theo dõi là người này ở đâu truy cập ở website, người kia ở đâu truy cập ở website, đi cập bằng từ khóa gì. Thì trong đây
nó sẽ ở trong cái thằng Google Analytics thì nó sẽ ấy, liên kết vô. Muốn liên kết này vô trong Google Ads á, thì mình chọn vô, mình chọn liên kết cho tài khoản nào. Cái tài khoản này, tài khoản Google thì mình sẽ có cái tài khoản để cùng với mail ngay đây tôi làm khác mail nên không được. Tài khoản này liên kết cho đúng tài khoản này, bấm đồng ý liên kết giữa hai cái với nhau để phân tích dữ liệu dễ dàng hơn. Đó là cách mình kết nối cái Google Analytics, Google AdWords vào trong website. Thì cái chỗ mà mình bỏ vô á chính là cái chỗ Lastrom Advanced Global Setting và Header Zip này. Đấy, bỏ này mình biết được cái chỗ bỏ vô rồi, mốt mình cứ ai chạy Google thì họ kêu đưa cái mã tiếp thị lại nè, ok mình gắn đây, đưa cái mã về Google Analytics nè, còn cái đây đưa cái mã Facebook Pixel. Facebook Pixel thì mình phải kết nối bằng cách nãy tôi, hoặc là mình gắn cái mã trong đây cũng được, có nhiều cách nha. Đó. Còn mình tự chạy thì mình làm cái cách như cách tôi nãy giờ, mình vô trong cái quản trị của Google Ads, mình lấy cái mã vô, mình vô quản trị của Google Analytics cái mã vô, rồi mình cài đặt cái website mình lên Google Console để mình đưa cái xem map lên, đưa xem map lên chi để Google nó index cái website mình rất nhanh chóng hơn nha. Rồi kết thúc video luôn này nha.